Chào mừng anh em đã đến với kênh sửa xe máy của mình. Video hôm nay thì mình xin chia sẻ đến cho anh em một cái sản phẩm mới mà nhà mình vừa mới nhập về, chuẩn bị cung cấp cho các anh em trên thị trường. Đây chính là cái đồng hồ đo tua máy anh em nhé. Đồng hồ đo tua máy thì là những anh em, những cái quán sửa xe, các anh em lớn có máy chuẩn đoán lỗi rồi thì anh em đo cái vòng tua máy nó rất đơn giản. Còn những anh em mà chưa có máy chuẩn đoán thì anh em cần một cái đồng hồ để đo cái tua máy. Vì như nhiều cái video tôi đã chia sẻ đến cho anh em rồi, cái đồng hồ đo tua máy nó rất chi là quan trọng. Khi mà tua máy mà không chuẩn thì nó sẽ dẫn đến là một là xe hao xăng, hụt ga, yếu máy nó cũng có, hoặc là xe chiếc xe bị rồ ga, nhưng các anh em cũng không biết được là cái xe của mình có bị rồ ga hay không, không biết được là vòng tua máy đang ở bao nhiêu. Thì đối với những cái dòng xe số á thì cái vòng tua máy nó rất không có gì là anh em phải đo phải nghiêm trọng cả. Nhưng mà đối với những dòng xe phun xăng điện tử, cái vòng tua máy nó rất chi là quan trọng nên anh em cần phải đo anh em nhé. Thì đây chính là cái đồng hồ đo tua máy của mình. Thì nó sẽ đo được tốc độ vòng tua máy nổ ga lăn ti, hoặc tốc độ vòng tua máy khi anh em ga hết ga lên là nó vẫn đo được. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách cài đặt và cái cách hướng dẫn sử dụng. Thì là đối với những dòng xe phun xăng điện tử thì các anh em đo ở chế độ khác. Còn đối với những dòng xe số không phải phun xăng điện tử thì anh em đo ở chế độ khác, nên là anh em cần phải cài đặt. Thì trên đồng hồ này nó có hai nút, một nút menu và nút dưới là nút set anh em này. Thì đầu tiên là anh em sẽ bấm vào nút menu để anh em chọn chế độ đo. Thì anh em sẽ bấm anh em cứ bấm đi. Đấy, anh em thấy là như thế này thì anh em sẽ nhí lấy cứ giữ lấy. Đấy, nó sẽ nhấp nháy chọn chế độ. Thì đối với lại những dòng xe phun xăng điện tử này thì anh em sẽ chọn cho tôi là 1, 2. Đây, 1, 2 đây anh em này. Thì là như thế này thì anh em cứ để nguyên như thế này cho nó tự nhớ. Rồi, ok, bây giờ tiến hành đi đo. Thì cái đồng hồ chuẩn đoán lỗi á, cái đồng hồ đo tua máy thì nó có một cái đồng hồ và có cái đoạn dây điện này thôi. Thì bây giờ cái đoạn dây điện này thì sẽ quấn quanh cái dây mô bên sườn anh em nhé. Anh em quấn quanh vài vòng là ok. Nên quấn quanh vài vòng. Rồi, quấn quanh vài vòng là được. 1, 2, 3, 4, 5 vòng như thế cũng được. Rồi, bây giờ tiến hành là anh em, bây giờ sẽ tiến hành nổ máy này. Nổ máy đi. Rồi, nổ máy đi. Bấm nút đề. Rồi, đề lên. Rồi. Đấy, anh em thấy là xe tôi đang lạnh, vừa nổ máy. Là cái van từ nó đang rút cho gió đi vào nồi nhiều để nổ nhanh đấy anh em ạ. Nó đang ở 1800. Nhưng sau khi nó chỉ cần vài giây thôi thì nó sẽ chuyển quay lại vòng tua máy chuẩn ngay. Tầm khoảng 1600-1700 là với đúng của nó. Như vậy là cái chiếc xe của tôi là vòng tua máy đang hơi cao đây anh em này. Anh em biết được vòng tua máy đang hơi cao đây này. Nên tới 1800 là hơi cao đấy anh em ạ. Chỉ cần 1600-1700 là ok rồi. Anh vặn cái ốc gió vào một tí. Tí thôi nha. Tí nữa, vặn tí nữa. Vặn vào. Vặn một tí nữa. Rồi, ok. Ok. À, nó đang chập chờn cái dây. Nó đang chập chờn rồi, kệ nó. Xuống tí nữa đi. Rồi, tầm này. Rồi, anh em thấy chưa? Khi mà mình có cái này thì mình biết được vòng tua máy của mình đã bị sai đấy, mình điều chỉnh lại. Đấy, bây giờ anh ga hết ga đi. Ga mạnh đi. Rồi. Đấy, anh em thấy là ga lên thì vòng tua máy nó sẽ đi lên. Ở đây thì nó rất chi là nguy hiểm nên là tôi không ga được. Ga nó nhiều đồ đoàn nguy hiểm. Tăng vòng tua máy lên tí đi anh ơi. Nhích lên tí. Vặn ra. Rồi, ok. Rồi. Đấy, như vậy đấy anh em nhá. Anh em thấy được cái vòng tua máy của nó là anh em biết được là xe này chuẩn rồi, như dòng xe ga của Honda 1600-1700 như thế này là chuẩn rồi. Ok. Bây giờ tôi sẽ tiến hành hướng dẫn anh em đo trên cái xe số không phải phun xăng điện tử anh em nhá. Tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn cho các anh em đo trên cái dòng xe, cụ thể là xe Sirius của hãng Yamaha. Xe này không phải là xe phun xăng điện tử. Đấy, thì anh em sẽ đặt cái chế độ khác. Lúc nãy là tôi nói là xe ga là 1, 2. Thì đối với những dòng xe không phải phun xăng điện tử thì anh em sẽ cài đặt cho tôi là 1, 1 anh em nhé. Bây giờ anh em tiếp tục bấm cái nút menu này anh em này.
Anh em cứ bấm đi. Đấy, như thế này anh em giữ lấy. Anh em thấy 1 1 2 1 2 đấy, anh em giữ lấy. Đấy, nó nhấp nháy thì anh em sẽ bấm điều lựa chọn. Tôi sẽ lựa chọn là 1 1. Đây, 1 1 đây rồi. Xe không phải phun xăng điện tử thì là 1 1. Xe phun xăng điện tử là 1 2 anh em nhé. Anh em không cài đặt chuẩn thì nó sẽ không làm việc được. Đây anh em cứ để nguyên thế này, nó sẽ tự nhớ rồi. Xong cái dây thì là anh em sẽ quấn vào cái dây mô bin cao áp anh em nhé. Quấn vào dây mô bin cao áp. Rồi. Rồi ok. Nó tiến hành nổ máy. Đấy anh em thấy không? Cái dòng xe số thì nó chỉ nổ khoảng độ 1.1-1.2 thôi. Đấy. 1.1-1.2 thôi, xe số nổ 1.1-1.2 là vừa đẹp anh em nhé. Ra mày lên. Rồi đấy, 94.000 vòng đấy anh em. Đấy, xe số thì hầu như là anh em cũng ít sử dụng đến cái đo tua máy như thế này. Nói chung là anh em như đúng những anh em mà độ máy đi. Độ xe đi anh em cũng cần cái đồng hồ này để anh em độ xe. Anh em làm sao anh em ga xem là cái mắc tua của nó được bao nhiêu anh em nhé. Đấy thì là cái đồng hồ này rất quan trọng, nhưng mà quan trọng với những dòng xe phun xăng điện tử hơn. Có rất nhiều bạn mà chỉ biết là xe mình bị có bị rồ ga hay không thì anh em không phân biệt được. Đấy vì là không có vùng đồng hồ tua máy. Đấy thì anh em nào cần cái đồng hồ tua máy này á, thì cứ gọi đo tua máy thì gọi cho mình. Mình sẽ cung cấp anh em nhé. Xin chào anh em.